Chào mọi người, cuối cùng thì ngày này đã đến rồi. Hôm nay thì bọn mình dậy khá là sớm, tới 5 giờ và chuẩn bị đồ. Tầm 7 giờ thì tất cả mọi người đều có mặt tại nhà mình và chuẩn bị đồ để đi thôi. Hiện tại thì mình đang ở Vinpearl Nha Trang và giờ thì mình sẽ lên từng nhận phòng nha. Sẽ là tiết mục room tour nha, mọi người cùng xem phòng mình thế nào nhé. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu đi chơi thôi. Let's go.
là mình phải đi đường vòng này xong ra tận đây. Mình đến đâu rồi? Đây. Vòng này bây giờ mình đi đường vòng này đúng không? Đây, này. Như kiểu đi ra trong đây cùng mình. Các bạn cùng mình đi chơi chơi bảo hiểm nha. Mình chơi trò chơi bảo hiểm đến tận tối và sẽ bắt đầu đi đến chỗ xem mùa nước nha. Xem mùa nước xong thì mình sẽ đi bộ ra chỗ ta sâu để xem nha. Mọi người ơi, đây chỉ là cái tòa nhà mà lúc chưa chiếu ta sâu nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau khi xem ta show xong thì nhà mình sẽ bắt đầu đi về. Bây giờ thì khoảng tầm là 9 giờ. Tôi ở VinWonder thì rất là đẹp. Mọi người có thể thấy rằng đi đâu cũng là đèn luôn. Đèn chiếu cực kỳ là sáng, cực kỳ là lung linh luôn ấy. Đây. Đèn nó mới nghe. Em bấy lên là nó mới nghe. Cảm ơn mọi người đã xem hết phần 1 và cùng đón xem phần 2 nha.